Bạn nhận được bác phúc lành của Tường Vân. Tất cả kinh nghiệm kỹ năng sống tăng 20%. Đinh, kỹ năng trồng trọt của bạn tăng lên level 3. Mẹ kiếp, nằm xuống 2 giây đã được bắt rồi, quá đáng. Những thứ khác đều ổn, nhưng điểm đánh giá căn cứ này hơi thấp. Phải tăng thêm cơ sở phòng thủ tự động mới được. Cường độ tấn công cuối tháng rất lớn. Nếu không xây căn cứ tốt hơn, giữ không nổi cũng vô ích. Khu vực bạn đang ở xảy ra thời tiết bất thường. Xin hãy chú ý tránh né. Trong nháy mắt, bầu trời âm u mưa gió, có vẻ như sắp mưa to rồi. Rõ ràng sắp mưa to, nhưng mà tôi chẳng lo chút nào, vì tôi có ngôi nhà đá tự xây. Sấm chớp rồi, mưa rồi, thu quần áo thôi. Các cậu cũng có nhà đá rồi à? Ừ, trước đây khi khai thác mỏ đã thuần hóa một con tuyệt địa trùng. May mà có nó giúp đào. Tuyệt địa trùng cũng thuần hóa được cơ à? Vận may này cũng quá tốt rồi nhỉ. Elsie, ngôi nhà trên cây của cậu xây xong chưa? Xong rồi, nữ thần ánh sáng phù hộ. Xây xong nhà trên cây trước khi bạo đến. Tớ xong từ lâu rồi. Nữ thần bóng tối mãi mới. Nữ thần ánh sáng luôn che chở cho tộc tinh linh. Trên bầu trời, mưa to chút xuống. Cả thế giới chỉ trong nháy mắt đã chìm trong mưa phùn. Mưa to quá, 56 tình hình của cậu thế nào? Đá đào được hơi nhiều. Hôm qua vừa xây xong một căn nhà nhỏ. Trời ơi, đây là biệt thự lớn. Cậu làm thế nào vậy? Tớ rất thích đào mỏ. Đào đào rồi thì đủ vật liệu. Thật sao? 56, cậu có muốn nuôi hai con mèo nhỏ dễ thương không? Không phải trước đó có người nói mèo không phải thú cưng, mà là cô gái ngầu sao? Đàn ông ngu ngốc. Lãng phí nhiều gạch đá xây biệt thự. Có tiền đó sao không xây tường bao lớn? Một nơi ở xinh đẹp. Chúng ta vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Phải cần kiệm chăm chỉ. Nữ thần ánh sáng phù hộ cho cậu. Anh bạn, đào mỏ mà cậu nói thực sự kiếm được nhiều vậy sao? Sao tớ lại chẳng được gì nhỉ? Đừng nói chuyện này nữa. Các cậu xem hướng dẫn chưa? Sau cơn mưa lớn, tỷ lệ câu được vật phẩm sẽ tăng gấp đôi. Lại một ngày câu cá. Thông báo kích hoạt bảo kích gấp 100 lần xuất hiện. Tôi vội vàng chỉnh sửa. Lại phát hiện câu lên một cái hộp sắt. Chuyện quái gì thế này? Sao thứ câu được không phải cá? Ký hiệu lưu trữ xe bắn đá tự động dùng một lần. Sau khi sử dụng có thể lập tức nhận được một xe bắn đá tự động. Xe bắn đá tự động có thể tự động ném đá. Tầm bắn hiệu của 1 km. Tỷ lệ bắn trúng 20%. Thời gian bắn tự động 10 giây. Xe bắn đá to quá. Ngư quá, quả nhiên là bạo kích. Một tiếng đồng hồ chẳng được gì. Đang lúc anh ta hơi thất vọng, đột nhiên cần câu động đậy. Lại đến rồi, không biết có phải cá không nữa. Câu được 100 con cá, đỉnh quá. Chẳng lẽ không câu được cá sao? Tài nguyên câu lên toàn là hộp sắt. Tớ không phải đào mỏ được một khối đá hút sắt sao? Tớ trực tiếp dùng nó làm mồi câu. Cần câu đá hút sắt. Xác suất nhận được hộp tài nguyên tăng 100%. Kết thúc một ngày bận rộn, tôi đến trong phòng tắm của biệt thự. Tôi nhìn những bức tường xung quanh, quyết tâm xây một bể bơi. Bể bơi sang trọng, vật liệu xây dựng 3.000 bạc thành 1.500, cặn sắt thành 100. Sau khi tắm xong, tôi bước vào đấu trường, chọn đối chiến với một thử thách giả hắc với mức cược 1.000. Hạ gục. Quả nhiên không phải đối thủ của tôi. Tối hôm đó, anh ta liên tục đối chiến với cao thủ cấp hắc thiết 4 lần. Dựa vào cuồng phong đao pháp và thể chất mạnh mẽ, 4 lần toàn thắng, tổng cộng kiếm được 5.000 bạc. Cái tên ngư này bắt đầu được truyền tụng trong giới cao thủ. Không đánh được nữa sao? Đều chặn tôi rồi. Sân khấu của kẻ mạnh đâu rồi nhỉ? Rau xanh độ chín 100%. Cà chua độ chín 100%. Lúa nước độ chín 100%. Rau chín nhiều quá. Ăn không hết luôn. Khoe cái gì chứ? Tức chết tôi rồi. Vấn đề lương thực cơ bản đã giải quyết. Mọi người có thể yên tâm phát triển thức ăn nhanh. Ngon đến vậy sao? Ruộng rau nhà tôi hết từ lâu rồi. Buổi sáng trôi qua, tôi thu hoạch tất cả. Nông sản xuống. Tổng cộng thu được 6.000 đơn vị rau củ. Trong đó lúa gạo, ngô, khoai tây các loại lương thực chính khá nhiều. Không phải lo lắng về đồ ăn nữa. Ăn xong, buổi chiều tiếp tục trồng rau. Lên kế hoạch trồng trọt cho cả buổi chiều. Cấp độ trồng trọt của tôi đã lên level 4. Mặt trời lặn về tây, tan ca, việc còn lại để ngày mai làm. Nhìn vào gợi ý trên bản đồ lớn, còn 4 ngày nữa là đến đợt tấn công cuối tháng. Tôi đến, sau khi tắm xong, tôi nằm trên chiếc giường lớn sang trọng bày sắc, đang tán gẫu lơ đãng với mọi người. 3 ngày nữa sẽ bị tấn công rồi. Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Đừng nói nữa, tôi đang rất lo không biết phòng thủ trước đợt tấn công thế nào. Bây giờ trong tay có hơn 40.000 bạc. Phải nhanh chóng chuyển hóa thành sức chiến đấu mới được. Ôi, thế giới đã tràn ngập tiếng than khóc rồi.
Cuộc tấn công đang đến gần, tôi vừa thấy có người không chịu nổi áp lực tự sát. Rác rưởi, ngay cả dũng khí đối mặt với nguy hiểm cũng không có, sống cũng chỉ lãng phí lương thực. Palino, đừng nói vậy. Tôi đưa ra một phương pháp, kéo dài thời gian, nếu gặp phải đợt tấn công của bộ lạc thì hãy tiêu diệt sạch sẽ. Chỉ cần có thể kéo dài đến khi lương thực của đối phương cạn, tự nhiên sẽ rút lui thôi. Là một ý tưởng hay, vậy thì vẫn phải nhanh chóng xây tường bao sao? 56, sao cậu biết bộ lạc hết lương thực? Sẽ tự rút lui vậy? Chẳng lẽ đã từng gặp đợt tấn công rồi sao? Trước đây từng gặp tên trộm nhỏ bị tường của tôi chặn lại. Là sự kiện trộm cắp à? Trời, cậu thực sự đã từng giao thiệp với người man dợ. Đúng rồi, trong hướng dẫn có nói, trước đợt tấn công cuối tháng sẽ xuất hiện một sự kiện đặc biệt. Mọi người hãy nắm bắt cơ hội, đây có lẽ là chìa khóa để vượt qua đợt tấn công. Thức dậy từ chiếc giường sang trọng, phát hiện mình có thêm một bug. Tăng cường khai thác, cấp độ khai thác của bạn tăng level 3. Kéo dài 2 ngày, tôi sắp xếp lại tài nguyên của mình. Chuẩn bị chế tạo cung tên. 3 cây nỏ tự động, trực tiếp tiêu hết nguyên liệu của tôi. Nhưng sức phòng thủ của căn cứ tăng vọt một đoạn lớn. Bạn nhận được bug. Tăng cường thuần hóa, lần thuần hóa tiếp theo tỷ lệ thành công tăng 20%. Vừa ăn xong bữa sáng, đột nhiên có thông báo đến. Thông báo một con huyền khâu thú nương đang trốn tránh sự truy đuổi của binh lính bộ lạc thổ dân. Bạn có thể chọn bảo vệ nó. Sau khi chọn bảo vệ, bạn sẽ phải đối mặt với sự tấn công của bộ lạc thổ dân. Kẻ thù bạn có thể gặp phải là cung thủ, cứu mạng, binh lính cận chiến, hứa hẹn. Toàn cầu thú nương, có phải loại mà tôi biết không? Xác nhận. Thông báo huyền khâu thú nương, gia nhập lãnh địa của bạn, trở thành động vật trong lãnh địa. Một bóng hình nhỏ nhắn xuất hiện ở rìa thảo nguyên. Cô ấy loạng choạng chạy về phía bức tường. Huyền thu thú nương, 19 tuổi trưởng thành, hiện đang trong trạng thái kinh hãi. Sức mạnh 20, thể chất 18, nhanh nhẹn 31, động vật thông minh cấp cao. Có thể làm các công việc lao động đơn giản. Năng lực đặc biệt, tìm bảo vật, tinh thông nỏ cao su. Tiến độ mộc lông hiện tại 57%. Chủ nhân, cứu tôi, không sao rồi, đi thôi, theo tôi lên tường. Tất cả xe xông lên. Nhanh lên, sắp tới rồi. Bắc thang người xông lên tường. Xông lên tháo nỏ của chúng. Chạy mau, không phải đối thủ. Chạy đi. Thông báo bộ lạc thổ dân đang bỏ chạy. Lại đến phần bắt tù binh yêu thích nhất rồi. Kích hoạt bạo kích gấp 100 lần. Thủ lĩnh bộ lạc Seeker đến xa. Nhưng tưởng binh lính gãy tay gãy chân. Là con trai ruột của mình. Đã giao toàn bộ bạc hiện có của bộ lạc cho bạn. Bạn nhận được 80.000 bạc. Lại là một ngày thu hoạch đầy ắp. Thông báo thủ lĩnh bộ lạc Seeker đến xa. Nhận ra mình bị lừa. Độ thù hận với bạn tăng lên. Hay là bán chúng đi đào mỏ nhỉ? Sự kiện đặc biệt đã kết thúc. Bạn bè bắt được tù binh thổ dân nhắn tin riêng cho tôi. Giá cả có thể thương lượng. Tộc huyết đều là ác ma. Mọi người đừng giao dịch với ác ma. Đã bị thiên đạo truyền tống đến cái nơi quỷ quái này rồi. Ác ma với chả không ác ma. Các người thành có bản lĩnh thì đừng sát sinh. Vị huynh đệ tộc huyết này, tôi có 5 tên thổ dân. 3 nam 2 nữ, anh thu thế nào? Anh là tộc người. Tộc người có bản lĩnh này. Tộc người tuy là chủng tộc yếu ớt, nhưng tôi cũng không lừa anh. Tiền chuộc thổ dân cũng chỉ khoảng 1-2 nghìn thôi. Tôi cho anh 2 nghìn một người. 5 người tôi lấy hết. 2 nghìn, anh cút đi, anh bán giá này. Tôi giao dịch với anh làm gì? Bố, anh dùng thái độ nói chuyện với tôi à? Tên tộc huyết này rõ ràng không có ý giao dịch. Hắn cố tình khiêu khích, mọi người đừng để ý hắn. Bố, con chưa bao giờ ức hiếp kẻ yếu. Chuyện anh vừa rồi vô lễ với con, coi như bỏ qua. Tiểu tử tộc người, ta ra 3 nghìn một người. Bán thì bán, không bán thì thôi. Dưới 1 vạn tôi không bán. Cái gì, anh dám lừa tôi? Không thể nói thế. Nghe tôi nói hết đã. Tôi nói là tù binh nam 1 vạn một người, nữ 2 vạn một người. Anh chẳng lẽ biết chúng tôi tộc huyết cần nữ nhân để trung hòa khí huyết trong cơ thể sao? Điều này thì tôi không biết. Anh mua không? Không biết sao lại bán đắt vậy. 2 tù binh nữ 30.000 một người. Muốn mua thì mua, không mua tôi giữ lại từ từ chơi. Anh nói thêm nữa tôi sẽ tăng giá tiếp. Đồ khốn kiếp. Anh còn tham lam hơn cả ác quỷ tham lam ở địa ngục. Anh mua hay không? Đừng lãng phí thời gian của tôi. Không muốn nói nhảm với anh, giao dịch đi. Giao dịch thành công, bạn nhận được 90.000 bạc. Bạn đem tù binh ra buôn bán như hàng hóa. Đã chọc giận bộ lạc Seeker đến xa. Độ thù hận của bộ lạc đó với bạn tăng lên. Côn trùng tộc người, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Cứ sống nhục nhã đi. Đừng để ta định vị được vị trí căn cứ của ngươi. Đồ ngu, anh cũng tốt nhất đừng để tôi tìm ra vị trí căn cứ của anh. Tôi sẽ đánh cho anh té khỏi quần luôn. Quả nhiên tôi có phẩm chất làm thương nhân bất lương. Tôi thừa dịp giá gỗ đang rất thấp.
mua một lèo hơn 60.000 gỗ, chất đống trong tường cao như một ngọn núi nhỏ. Bây giờ tôi chỉ thiếu cặng sắt thôi. Cặng sắt lấy đâu ra nhỉ? Chẳng lẽ phải tự đào sao? Còn 3 ngày nữa là tấn công rồi. Đào đủ nhiều cặng sắt vậy sao? Hay là xem thu hoạch của mọi người trong nhóm? Ba tổ tiết tế, một cây cung dài, một hộp mũi tên lồng vũ tự động thu hồi và một cây nỏ tay. Tiếc là chúng tôi ba cô gái không kéo nổi. Trường công ái, sao tôi chỉ có một túi vải bố? Trong túi có một viên đá lấp lánh. Tôi lấy cái này làm gì? Đá lấp lánh, cậu chụp cái ảnh cho tôi xem với. Chuyển động địa chất ở chỗ tôi, nhà ra một khối cặng sắt lớn, như một ngọn núi nhỏ vậy. Tôi không cần cặng sắt, tôi muốn gạch đá cơ. Ồ, các cậu đều có đồ tốt vậy sao? Túi của tôi chắc cho một khối lõi phòng thủ tự động. Cái này có tác dụng gì không? Tốt quá, tôi nhiều cặng sắt vậy cũng dùng không hết. Muốn đổi lấy gạch đá, xây một bức tường đẹp. Cậu có bao nhiêu đơn vị cặng sắt? Ồ đúng rồi, 50 sáu rất thích đào mỏ. 10.000 đơn vị cặng sắt, 10.000 đơn vị cặng sắt đem ra chợ bán. Ít nhất bán được 100.000 bạc, cậu phát rồi. Cũng phải có người mua mới được. 56, tôi dùng 5.000 cặng sắt đổi lấy đá cắt sẵn của cậu. Được không? Được, tôi cho cậu 50.000 gạch đá, giao dịch nhé. Tôi cũng muốn trao đổi. Lão Ngưu, viên đá lấp lánh của cậu cũng đáng giá lắm. Muốn đổi gì? Diều, khiên, cung tên các loại vũ khí. Rồi tôi còn muốn thức ăn nữa. Cỏ cũng bị tôi gặm hết một nửa rồi. Tôi trực tiếp gửi một khung giao dịch qua. Bày lên đó diều, kiếm gỗ, khiên, lao và 500 thịt, 500 rau củ. Nhưng thứ này đủ chưa? Đủ rồi. Còn có cả lao nữa. Tiếc quá, trước đây tôi từng ném lao. Bây giờ thì không lo nữa. Giao dịch thành công. Nguyên liệu đủ rồi, tôi mua tháp nhọn trước. Như vậy sức chiến đấu của tôi sẽ tăng mạnh. Tầm bắn hiệu quả của tháp cung là 200m. Chiều dài tường của tôi là 100m. Cũng có nghĩa là chỉ cần đặt tháp cung ở điểm trung tâm thì đủ để bao phủ toàn bộ căn cứ. Khoảng cách 150m bên ngoài căn cứ cũng nằm trong tầm bắn của tháp cung. Tôi mở giao diện công nghệ, trực tiếp chọn mở khóa công nghệ lính đánh thuê. Công nghệ lính đánh thuê khóa tiêu hao 5.000 bạc. Một viên đá vàng, bạn có thể đến quảng trường lính đánh đăng cấp thông tin cá nhân. Sau khi nộp một tỷ lệ tiền đặt cọc nhất định thì có thể nhận nhiệm vụ hoặc được người khác mời. Tôi mở quảng trường lính đánh thuê. Bạn là cao thủ cấp hắc thiết, có nộp 5.000 tiền đặt cọc không? Đăng ký trở thành lính đánh thuê. Lưu ý, nếu nhiệm vụ thất bại hoặc chủ động từ bỏ nhiệm vụ, tiền đặt cọc của bạn sẽ bị tịch thu. Tôi làm bẫy và chuẩn bị sẵn sàng. Một sức mạnh vô danh quét qua toàn bộ thế giới thiên đạo. Các sinh linh thổ dân bắt đầu tập hợp, chuẩn bị phát động tấn công. Đến rồi, tôi nhất định đánh thắng được. Cảnh báo, các sinh vật thổ dân trong khu vực này sẽ lập tức tiến hành tấn công. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Quân đội bộ lạc Si Cơ đến xa gần đó, bắt đầu tấn công lãnh địa của bạn. Có vẻ như chúng đã áp dụng chiến thuật thông minh. 40 người nhiều quá đi. Đẹp, chúng lại còn cưỡi ngựa xông ra. Đợi chúng đi vào bẫy của tôi, giảm bớt số lượng rồi mới nã pháo. Cẩn thận có bẫy. Khai hỏa. Đến đi, từ từ thăm dò tiến lên đi. Xem các ngươi chịu được bao lâu. Công binh. Chẳng lẽ chúng định đào xuyên tường vào sao? Máy bắn đá, chiến thuật thông minh. Có lợi hại bằng máy bắn đá của ta không? Tu trưởng, hạ lệnh xung phong đi. Bị máy bắn đá dội xuống như vậy, chịu không nổi đâu. Không được, ngươi ngẩng đầu có thể thấy đá bay tới, nhưng cúi đầu lại không thấy bẫy chôn ở đâu. Rơi vào bẫy chắc chắn chết không nghi ngờ. Khi đám thổ dân này nghiến răng xông vào phạm vi 200m, chỉ còn 28 người. Tu trưởng, chúng ta bị lừa rồi. Đoạn đường này căn bản không có bẫy. Khốn kiếp, đâm sập cánh cổng đá. Băm vằn tên cặn bã này ra. Giết, chú ý tháp cung và mũi tên nỏ tự động, dùng khiên né tránh. Chú ý né tránh. Đó là tù trưởng, có vẻ sắp kết thúc rồi. Ta canh đúng thời cơ hạ gục tù trưởng. Chúc mừng bạn đã đẩy lùi cuộc tấn công của bộ lạc thổ dân. Phần thưởng cuối tháng được phát, bạn nhận được 8.000 bạc, 800 cặng sắt, 800 gỗ, 800 thịt, 800 rau củ, dương đồ đồng cấp xanh. Bạn hạ sát tù trưởng bộ lạc, nhận được phần thưởng thêm dương trang bị cấp đồng. Tù trưởng bộ lạc Si Cơ đến xa mới sẽ được bầu chọn sau 3 ngày. Độ thù hận của bạn với bộ lạc đó tăng lên. Tiếng sấm vang trời. Học tập tinh thần xuyên Việt, chơi game trồng trọt. Đánh quái lên cấp. Thân thể cường tráng bước trên con đường trưởng thành. Tôi xuống dọn dẹp chiến trường. Tổng cộng nhặt được 14 cây thương dài bằng thép, 5 cây kiếm ngắn bằng thép, 8 cây công ngắn bằng gỗ, 500 mũi tên các loại, 30 bộ quần áo gia thú, 6.000 bạc.
62 cây thuốc, 3.100 khẩu phần thịt khô bánh mì, 120 ngọc bích, 200 vàng. Thu hoạch lớn. Còn 9 tù binh, tôi chữa trị cho chúng trước, rồi quyết định cách sắp xếp. Nếu không có chỗ sắp xếp chúng, nhiều nhất chỉ có thể giữ đám người này ở căn cứ 3 ngày. Không có nhà tù sẽ dẫn đến tù binh chắc chắn nổi loạn sau 3 ngày. Nói đơn giản là sẽ vượt ngục. Xem thuộc tính trước đã, nếu thuộc tính thực sự rất tốt, các kỹ năng rất cao, có đặc tính cá nhân ưu tú càng tốt. Nếu là nữ giới trẻ đẹp, thêm vào đó thân thể không tàn tật, tù binh có tinh thần tốt, thì có thể cân nhắc chiêu mộ. Tôi xem qua một chút, không có thuộc tính nào khiến tôi thực sự hài lòng. Thật là phiền phức. Tôi nghiên cứu một chút, đem 9 tù binh này theo thuộc tính của chúng đưa lên nhà đấu giá. Tôi vừa hay có nguyên liệu, xem thử xe nhà tù cần nguyên liệu gì. Cần 5.000 bạc à? Mở khóa đi. Giải thích về nhà tù, cấp độ nhà tù càng cao thì xác suất tù binh nổi loạn càng thấp, đồng thời tỷ lệ chiêu mộ tù binh thành công càng lớn. Nhà tù sơ cấp chỉ cần một ít nguyên liệu 2.000 là được, có thể giảm 30% xác suất tù binh vượt ngục, tăng 10% tỷ lệ chiêu mộ thành công. Bình thường, nhà tù trung cấp giảm 50%, tăng 20%, nhà tù cao cấp giảm 70% nguy cơ vượt ngục, tăng 30% tỷ lệ chiêu mộ thành công. Xây một nhà tù cao cấp đi, như vậy cũng tốt. Nguyên liệu xây dựng nhà tù cao cấp 200.000, bạc 20.000, cặng sắt 10.000. Ôi trời, đắt quá, xây không nổi. Xây cái sơ cấp trước đi, đợi vài ngày nữa nguyên liệu đủ rồi nâng cấp. Ở góc tây nam căn cứ xuất hiện một nhà tù nhỏ. Tôi lần lượt ném đám người này vào nhà tù, rất tiện lợi. Mở kênh chat nhóm. Bên tôi bình an rồi, mọi người đều ổn cả chứ? 56, cậu không sao à? Tốt quá, tôi không dám nói, sợ làm phiền mọi người. Tôi cũng không dám nói. Hu hu, trái tim đang treo được thả xuống rồi. Bóng tối đã nuốt chửng những tên thổ dân ngu ngốc. Nữ thần phù hộ mọi người đều bình an, tốt quá. Khục khục, mọi người không bị thương chứ? Tôi có thuốc cỏ đây. Lão ngư đâu rồi? Thơm quá, thịt hươu nai thơm quá. Lão ngư, tôi một tháng rồi chưa ăn thịt, nếu có rượu nữa thì tuyệt. 56, đến giao dịch nào, cho cậu ít thịt. Đúng rồi, tôi bắt được 2 tù binh. Phải làm sao đây? 56, cậu cũng bị bộ lạc tấn công à? Tù binh xử lý thế nào? 5 cây nỏ tự động kia mà còn không bắn chết hết người. Hai tên này may mắn ghê. Tù binh à, đừng có gánh nặng tâm lý, bán đi thôi. Ừ, tiếc là 2 tù binh nam, nếu là nữ thì có thể thử chiêu mộ. Có một chị em trước đây làm bộ phận nhân sự này. Đúng rồi, dương thưởng các cậu mở chưa? Tôi nhận được 2 tấm thiết kế giống nhau. Đây là cái gì? Lại còn cho cậu 2 tấm cùng lúc. Có vẻ là dùng để giải phóng sương mù chiến tranh, che giấu các công trình trong tường thành. Chính là nguyên liệu xây dựng. Đắt quá, chỉ riêng vàng đã cần 500. Vàng à, cậu đốt tấm thiết kế đi. Mau đem lên nhà đấu giá, biết đâu sẽ có kẻ ngốc mua. Cho dù đã đăng bán, nhìn giá tôi đoán chắc chẳng ai dám mua đâu. Vậy tôi giúp cậu giải quyết một tấm. Vừa hay tôi có 3 tù binh nữ đổi với cậu. Thế nào? Ồ, thật sao? 56, cậu đúng là người tốt. Cậu tặng tôi thẻ người tốt. Không phải, cũng không phải. Ôi dào, tặng cậu thì sao chứ? Khục khục, mau giao dịch đi. Ồ, cả 3 đều khá trẻ, thuộc tính cũng tạm ổn. 56, tôi có vẻ lại chiếm tiện nghi của cậu rồi. Ừ, có vẻ bị cậu chiếm tiện nghi thật. Không được, sau này tôi phải lấy lại tiện nghi này mới được. Ồ, được thôi, sau này có đồ. 56, lão sắc lang, ừ. Các chị em đều cười tôi rồi. Ôi, mặt tôi đỏ bừng, cậu đáng ghét. Ý tôi là chiếm tiện nghi về tài nguyên. Cậu nghĩ tôi đang nói gì? Nói gì thì tự cậu biết, hừ. Giao dịch hoàn tất, thiết kế hộp khuếch tán sương mù chiến tranh. Cặng sắt 10.000, bạc 10.000, vàng 500, ngọc bích 500. Đối mặt với đơn vị địch và sự thăm dò của đơn vị trung lập, căn cứ sẽ bao phủ trong sương mù. Cấp độ hộp khuếch tán càng cao, hiệu quả sương mù càng tốt. Lính đánh thuê cấp hắc thiết, nam giới tộc người. Giá nhận nhiệm vụ 15.000 một lần. Hiện tại số lần nhận nhiệm vụ 0 lần. Tỷ lệ thành công 0%. Mở dương ngẫu nhiên. Kích hoạt bạo kích cấp 100 lần. Bạn mở dương nhận được vật phẩm. Trứng bạch tuộc khổng lồ. Trứng bạch tuộc khổng lồ cấp cá voi trắng. Nhiệt độ ấp không đến 100 độ. Tiến độ ấp hiện tại 80%. Đẹp, lại là một của trứng bạch tuộc, mà còn là bạch tuộc cấp cá voi trắng. Ai từng vác người đều biết, muốn không bị phát hiện, cần tốc độ nhanh. Vừa truyền tống đến đây, tôi liền ôm cô nàng lạnh lùng xinh đẹp này về nhà. Hey hey hey, vì giờ không ai thê tôi,
Ăn cơm trước đã. Trong chiến lợi phẩm trước, có một phần bộ lạc Sikosa, món ăn tình yêu công chúa làm cho vị hôn phu. Tôi vừa hay nếm thử hương vị món ăn này. Ngon quá. Đây là đùi gà ngon nhất tôi từng ăn. Không, món ăn ngon nhất. Vị công chúa này, kỹ năng nấu nướng chắc chắn trên cấp 10. Lần tấn công tới bắt sống cô ta. Bắt cô ta nấu ăn cho tôi. Bạn ăn hộp cơm tình yêu nhận được bắp. Mê hoặc vô hiệu. Một ngày, món ăn tình yêu của công chúa có xác suất nhất định khiến người yêu say mê khác giới. Mê hoặc. Người yêu sao? Tiếc quá. Hộp cơm này không thể khiến người yêu bất khả xâm phạm. Bạn bị tộc người lùn thuê. Đang truyền tống. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không chấp nhận thuê, có thể hủy nhiệm vụ giữa chừng. Nhưng 5.000 tiền đặt cọc sẽ bị tịch thu. Giá 15.000 của tôi mà cũng có người thuê cơ à? 5, 4, 3, 2, 1. Đếm ngược truyền tống kết thúc. Tôi chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt quay cuồng. Quả nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ. Cứu tôi với. Tôi cho anh hết tiền. Cứu tôi đi. Chuyện gì vậy? Tại sao lại có nhiều thổ dân tấn công chúng ta thế? Vì muốn khoe khoang áo giáp mềm cấp vàng trên kênh khu vực. Không ngờ lại thu hút nhiều kẻ thù đến vậy. Cậu gửi thông báo khi bị tấn công cho tôi xem. Tôi nghiên cứu một chút. Hóa ra là sự kiện tấn công được kích hoạt bởi một vật phẩm nào đó. Cường độ của loại tấn công này sẽ tăng lên một chút. Nhưng cũng không đến mức nhiều người vậy. Thông báo tất cả thử thách giả trong lãnh địa đã tử vong. Mọi vật phẩm trong lãnh địa sẽ chuyển sang trạng thái trung lập. Bạn có thể chọn rời khỏi nhiệm vụ, quay về căn cứ của mình. Hoặc tiếp tục lưu lại trong lãnh địa xa lạ, đẩy lùi cuộc tấn công. Thời gian lưu lại tối đa trong căn cứ trung lập là 6 giờ. Còn có thể như vậy nữa. Áo giáp mềm ở đâu? Trên giường này còn có mấy khối vàng, ngọc bích và một số vật tư khác. Thu hết đi. Bạn nhận được 3 cuộn giấy kỹ năng rèn, 20 vàng, 60 ngọc bích, 1 gương đồng. Đây chính là dạ điệp sao? Còn có một căn nhà đá nữa. Lại còn nhiều vật tư thế này. Bạn nhận được 200 sắt vàng, 100 bạc vàng, 2 phôi vũ khí. Bạn nhận được một bàn rèn thép, áo giáp mềm vàng. Đưa áo giáp mềm vàng cho chúng ta. Ở đây còn có một kho hàng. Bạn nhận được một cần câu. Bạn nhận được 5.000 cặm sắt. Thông báo tỷ lệ chiếm dụng vòng tay chứa đồ của bạn là 70%. Xin hãy sắp xếp sớm, tránh bị vỡ kho. Ở trạng thái chiến đấu linh đánh thuê, cậu không thể quay về căn cứ của mình. Đưa áo giáp mềm vàng cho tao, không thì giết mày. Xin lỗi, tôi chưa bao giờ đưa đồ đã lấy được cho người khác. Muốn áo giáp mềm, thì xem anh có bản lĩnh đó không. Đây là vòng tay chứa đồ. Tốt lắm, tao càng thấy hứng thú với mày hơn. Tôi cũng rất hứng thú với anh. Anh đừng để tôi bắt được. Nếu không sẽ khiến anh sống không bằng chết. Hê hê hê. Hừ, được thôi. Xem ai bắt được ai. Giết hắn đi. Tên người lùn nhỏ bé kia, giết không chết mày. Phần dưới của hắn cứng thế kia. Không, quần này là quần cấp vàng. Định chạy à? Không thể nào. Đòn tấn công mê hoặc. Thông báo bạn bị đòn tấn công mê hoặc. Hiện đang ở trạng thái miễn dịch. Xem mày chịu được bao lâu. Cơ hội tốt, mau bắt sống hắn. Tên nô lệ này tao lấy. Dạ điệp biết bay. Dạ điệp, mày lại đây. Dạ điệp. Hê hê hê. Không có đàn ông nào có thể chống lại phần bướm của tao. Tiếc là cuối cùng mày vẫn không thoát khỏi trận chiến. Vô dụng thôi, chiêu của mày với tao không có tác dụng. Thông báo bạn bị đòn tấn công mê hoặc. Hiện đang miễn dịch. Đàn ông vô tình như mày. Đây là kiểu chói gì vậy? Làm tao đau đấy. Kiểu chói gì à? Người châu Á tất nhiên dùng kiểu chói của châu Á rồi. Từ nay em theo anh nhé. Dám từ chối anh. Hừ, chuyến này thu hoạch lớn đấy. Nhiệm vụ hoàn thành, bạn nhận được 15.000 bạc. Lão lúc này vừa vác mỹ nhân về. Đã hỏi hắn phục hay không? Xem đi, còn ai quy phục ta nữa không? Hoặc là cậu biết đấy. Không thể nào, tôi không thể quy phục anh được. Hừ, tôi lập tức sử dụng kỹ năng thuần phục để thuần phục. Thuần thú thất bại, tỷ lệ thành công 1%. Trời, tỷ lệ thành công thấp quá. Dạ điệp này hiện đang ở trạng thái động vật hoang dã. Nếu tôi không thuần phục nó, thì ngay cả chỗ để bán cũng không có. Giết thật sự quá đáng tiếc. Tốt lắm, miệng lưới cứng đầu nhỉ. Nói đến cùng thì cô là động vật đúng không? Động vật tất nhiên có cách trừng phạt động vật. Hê hê hê, tôi đột nhiên ra tay, trực tiếp xé rách y phục của cô gái này. Dưới ánh mắt kinh hãi của cô ta, lạnh lùng nói, trong lãnh địa của tôi có một con bò đực. Nó rất thích loại động vật cái, da mỏng thịt mềm như cô đấy. Bò đực yêu quý của ta đâu rồi? Mau đến đây. Từ xa vang lên một tiếng bò giống. Bò đực phi nước đại chạy tới.
Không, đừng, đừng để nó tới đây. Em sai rồi, anh giết em đi. Em chưa từng trải qua chuyện này. Cầu xin anh, giết em ngay đi. Quả nhiên tôi là thiên tài. Một mưu kế nhỏ đã khiến cô ta sợ té ra quần. Thuần phục thất bại. Tỷ lệ thành công hiện tại 19%. Không được sao? Trạng thái bất thường cũng chỉ có tỷ lệ thành công này thôi. Động vật thông minh đỉnh cao, khó đến vậy sao? Được thôi, là cô ép tôi đấy. Tôi không tin. Tôi thêm bạo kích gấp 100 lần nữa. Tôi không tin thuần phục không được cô. Thuần phục. Kích hoạt bạo kích gấp 100 lần. Bạn thuần phục thành công. Anh, cậu. Cậu lại có thể thuần phục tôi. Kỹ năng thuần thú của cậu cấp mấy? Chúng tôi tộc dạ điệp không thể bị thuần phục mà. Thuộc tính của nó nhìn qua thì bình thường, nhưng kỹ năng đặc biệt và kỹ năng sống của nó vẫn khá lợi hại. Cái gì? Cậu không biết nên xưng hô với tôi thế nào sao? Lễ nghi của thú cưng đâu? À, bái kiến chủ nhân, có gì tôi có thể phục vụ ngài không? Tốt lắm, từ hôm nay gọi cô là Tiểu Điệp nhé. Nhiệm vụ đầu tiên của cô là giúp tôi sắp xếp chiến lợi phẩm. Quần áo, mau đưa quần áo cho tôi. Ừ, cô không biết nên cầu xin chủ nhân thế nào sao? Xin chủ nhân ban cho nô tỳ y phục. Như vậy mới tạm được. Tôi có một bộ kiểu dáng giống như cô mặc trước đây. Cho cô đấy. Quần áo giống nhau. Chẳng lẽ anh có sở thích gì sao? Cút, sở thích quái gì? Không thì em qua đây thử xem. Ừ, thôi không cần đâu. Được rồi, mặc vào rồi theo tôi. Hừ. Hệ thống, mở nhà đấu giá. Giá vũ khí bây giờ cao hơn bình thường một chút. Có vẻ là do hôm nay bị tấn công. Nhiều người đối mặt với tình trạng vũ khí không đủ đều đang mua, xem ra lại kiếm được một khoản lớn. Sau khi tôi đang bán vũ khí, rất nhanh đã bị tranh mua hết sạch. Cái này, hàng xa xỉ như vàng, ngọc bích bây giờ đều giảm giá rồi. Tôi phải bán nhiều, bán sạch hàng xa xỉ của chúng. Tôi trực tiếp quét 1.000 vàng, 1.000 ngọc bích, 8.000 cặn sắt. Trực tiếp đem chiến tranh. Nguyên liệu cần cho hộp khuyết tán xương mù chiến tranh đã góp đủ rồi. Sử dụng cuộn giấy rèn. Bạn sử dụng cuộn giấy rèn để rèn. Kỹ năng từ cấp 0 tăng lên level 2. Bạn sử dụng cuộn giấy rèn. Kỹ năng rèn từ cấp 2 tăng lên cấp 4. Bạn sử dụng cuộn giấy rèn. Kỹ năng rèn từ cấp 4 tăng lên level 5. Sử dụng lõi căn cứ. Bạn sử dụng lõi căn cứ. Diện tích lãnh địa của bạn tăng 10%. Độ màu mỡ đất đai tăng 10%. Tài nguyên thủy sản tăng 10%. Ngưu quá, lãnh địa của tôi lớn hơn rồi. Mà phần mở rộng là diện tích đất liền. Tiểu hồ vẫn là tiểu hồ đó. Có vẻ không lớn hơn. Tôi hỏi cô gái bên cạnh. Tiểu Điệp, trong dãy núi tím này rốt cuộc có gì? Toàn là núi, núi lớn liên liên. Ngoài ra tôi cũng không biết. Sương mù chiến tranh đã khuếch tán đến toàn bộ căn cứ. Tỷ lệ nhận diện trong sương mù hiện tại 30%. Cô lấy một ít lương khô ném vào nhà tù đi. Vâng. Tiểu Điệp vỗ cánh bay về phía nhà tù. Còn tôi bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Đi tắm đây. Các cậu có muốn cùng lăn không? Ha ha, thế là tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch lớn của mình trong thùng gỗ. Tài sản hiện tại của tôi có 70.000 bạc. Hệ thống, tăng thuộc tính cho tôi. Bạn tiêu hao 23.000 bạc tăng thể chất và nhanh nhẹn. Thuộc tính, bạn tiêu 2.000 bạc nâng cấp sức mạnh cộng 1. Thông báo hệ thống, đợt tấn công cuối tháng này đã hoàn toàn kết thúc. Tỷ lệ sống sót 47,168%. Từ ngày mai, mùa hè chính thức đến. Xin mọi người hãy chuẩn bị tốt cho mùa hè. Anh chàng trước mắt này ngạo mạn không quá 3 giây. Còn ai nữa không? Đã bị tôi hạ gục ngay. Kết thúc rồi, nhiều sinh linh vô tội đã tan biến. Cầu nguyện cho họ. LC, cậu vẫn nên cầu nguyện cho bản thân. Đừng chết trong đợt tấn công cuối mùa hè nhé. Mùa hè đến rồi, dự trữ thực phẩm là vấn đề lớn. Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Không có đá lạnh thì khó dự trữ thực phẩm lắm. Tôi nghĩ mùa hè nên tìm cách giải quyết con cá quái trong hồ. Như vậy sẽ có thể thu được nhiều thủy sản hơn. Mà còn có thể câu cá, cho đồ tốt. Tôi thì sao cũng được, mùa hè toàn là cỏ. Thức ăn tìm đâu cũng có. Mùa hè đến rồi, vậy thì mùa thu cũng không còn xa. Khai khẩn thêm ruộng đất để dự trữ thực phẩm cho mùa đông. Với lại mùa hè mưa nhiều, nhưng mặt đất sẽ rất lầy lội. Mọi người cũng phải chú ý vệ sinh tốt nhé. Phương Vũ Mộng, cậu đã thử chiêu mộ 3 tù binh đó chưa? Đã chiêu mộ được một người rồi. Tỷ lệ thành công đến 70% đấy. Biết thuần thú, biết chiêu mộ, lại còn là ông Hoàng. Ba người lại xuất hiện ở cùng một căn cứ. Trời này bắc khắp nơi à? Bán 2 tù binh khỏe mạnh đi.
Tối qua anh ta không phải nói muốn ngủ đệm sao? Sao lại lên đây? Không, tôi không phải muốn ngủ cùng anh. Là vì bị anh thuần phục rồi, không thể tự kiểm soát được. Mới không phải chủ động ngủ với anh đâu. Mặt em đỏ quá kìa, ngượng cái gì chứ? Bộ dạng phóng đãng trước đây là giả vờ thôi. Thực ra là một bé cưng trong sáng dễ thương, he he he. Hừ, tôi bao giờ phóng đãng chứ? Tôi đi dạo trên thảo nguyên một chút. Ôi, nuôi thú cưng không dễ dàng mà. Bốn người các người đi đào mỏ trong hang cho ta. Làm việc nghiêm túc, đào tốt thì có cơm ăn. Nếu làm việc không ra sức, trực tiếp đấm chết một nhát. Nghe rõ chưa? Các người đi câu cá đi. Bây giờ việc cấp bách nhất là nâng cao mức vệ sinh của căn cứ. Ít nhất phải khôi phục đến 60. Để tránh bệnh tật, nâng cao mức vệ sinh nhanh nhất tất nhiên là lát sàn. Cộng thêm mưa nhiều vào mùa hè. Nếu không lát sàn ngay, cả căn cứ em rằng sẽ ngâm trong bùn lầy mất. Tôi còn một ít quần áo bỏ đi đây. Nhớ là công nghệ có bản tái chế, có thể đem quần áo các thứ tái chế thành nguyên liệu, nhưng sẽ mất 70% nguyên liệu. Bản tái chế thực vật, thiết kế tái chế thực vật thành nguyên liệu, thành 3.000 cặn sắt, thành 1.500. Một tấm thiết kế tái chế vật phẩm có giá cả nhắn riêng. Tộc người đê tiện, thứ ngươi muốn ta có giá chót 200.000 bạc, thiếu một xu cũng không bán. 4.444 này vẫn ngạo mạn như vậy nhỉ? Thứ này chỉ đáng giá 10.000 thôi, vậy tôi ra 20.000, gấp đôi để mua quan tài cho anh. Ngươi nói cái gì? Mấy tên tộc người các ngươi ngoài cái miệng thối còn có bản lĩnh gì nữa? Lão tử bán cho người khác có thể rẻ một chút, bán cho tộc người thì nhân đôi, 40.000. Không mua thì thôi. Tấm thiết kế này có ích cho tôi, nhưng làm sao để lấy được đây? Tôi có thể làm thế này, rồi lại làm thế kia, ăn sâu bọ trăm lần. Giao dịch đi, không phải anh cứng miệng lắm sao? Sao lại mua rồi? Rác rưởi tộc người chính là rác rưởi, còn không bằng sâu bọ hôi thối. Chum sâu ta lấy được tiền này sẽ tăng thuộc tính, đi đấu trường đánh chết mấy tên phế vật các người. Giao dịch. Kích hoạt bạo kích gấp 100 lần. Giao dịch thành công. Tại sao lại là 400 bạc? Ngươi lừa ta đồ khốn. Tại sao chỉ bán được 400 bạc vậy? Tôi chỉ để 400 bạc lên thôi. Mắt anh bị mù à? Đúng rồi, bọn xấu các người có nhiều mắt phụ vậy. Nhìn nhiều hơn vài số không cũng là chuyện bình thường. Đề nghị anh đâm mù mấy con mắt phụ thừa đi, như vậy mới nhìn rõ được con số. Tạm biệt. Tuyệt quá, tôi đã thu thập và phân giải hết đồ bỏ đi rồi. Nhìn qua điểm vệ sinh căn cứ, quả nhiên tăng lên 5 điểm. Tốt lắm, lúc ăn tối, Tiểu Điệp và Tiểu Không cũng về rồi. Hai người mỗi người kéo về 2 dương, tổng cộng 4 dương. Mở dương, trong 3 dương đều là tài nguyên cơ bản như cặn sắt, nhưng có một dương lại cho hạt giống, 100 hạt giống bông. Vào đấu trường. Rác rưởi tộc người, dám đấu một trận với ông nội không? Ngạo mạn quá nhỉ, ta đến gặp người đây. Trực tiếp vào một căn cứ của phòng 2.000 bạc. Với, nếu nói trước đây ta sợ ngươi, nhưng bây giờ thì khác rồi. Ta đã tiêu một lượng lớn bạc để tăng cường thuộc tính. Từ hôm nay, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi đấu trường. 3, 2, 1 bắt đầu, hạ gục. Mất 3,8 giây. Diệt cọn, con số nào có thể chặn ngự ca 5 giây chứ? Ngự ca ca, em là fan cùng siêu cấp của anh. Kết bạn được không ạ? Phí kết bạn em trả. Tôi trực tiếp rời khỏi đấu trường. Bạn nhận được 2.900 bạc. Tiểu Điệp lại đây nào. Lên giường ngủ đi. Biết, biết rồi, đồ khốn. Cho dù anh có được người của em, cũng không thể có được. Nói bậy bạ gì đó, ngủ thôi. Tiếng sấm vang trời. Toàn dân xuyên không, trò chơi của chư thần. Đám thanh niên trước mặt vác loa đi tới, đột nhiên bị một bạt tay đập bay. Việc đầu tiên tôi phải làm hôm nay là ấp nở của trứng bạch tuộc khổng lồ kia. Bạo kích thành công. Hiệu quả sinh trưởng của bạch tuộc khổng lồ tăng 100 lần. Thông báo quá trình sinh trưởng của bạch tuộc khổng lồ vượt ngoài lẽ thường. Xảy ra biến dị. Hình thái sau biến dị, bạch tuộc ma đen cấp kim cương. Ngu quá, lớn nhanh như vậy. Không biết tôi có nuôi nổi không? Mày xuống nước đi. Đừng bị nắng phỏng. Nếu có kẻ thù, xem tình hình mà bắt được thì bắt, không bắt được thì quất cho một trận. Đất ven hồ rất màu mỡ. Bây giờ có bạch tuộc khổng lồ rồi, trông diện tích lớn bông. Nếu kẻ thù tấn công từ hướng này, chắc chắn sẽ nhằm vào bông. Lúc đó bạch tuộc ẩn nấp dưới hồ sẽ dùng chiêu roi xét, lúc đó sẽ đánh bất ngờ. He he he. Về đến nhà, tôi phải làm gạch đá trước. Chủ nhân, quần áo ngài bảo làm đã xong rồi.
Đây này, bộ đồ lót nữ thủ công đầu tiên trên thế giới. Đã lên kệ, có đủ mọi kích cỡ. Tổng cộng 10 bộ, ai mua trước hưởng trước. Gì cơ, có đồ lót nữ rồi à? Trời ơi, thật tuyệt quá. Không phải lo bị sệ nữa rồi. Chị em ơi, đây chính là thứ chúng ta muốn. 10 bộ đồ lót nữ đã bị tranh mua hết sạch. Ồ, bán ngon thế cơ à? Ừ thì đúng, tiếc là tôi không mua được. Người bán đồ lót kia còn không? Có đồ lót nâng cấp không? Giá cả cứ nói. Tìm một tinh linh nữ đồng hành gửi đồ lót cho tôi. Tôi là nam giới, hy vọng cô cũng vậy. Tiền của phụ nữ dễ kiếm quá nhỉ. Tôi phải làm nhiều hơn mới được. Tôi cũng tham gia làm đồ lót. Ừ, chủ nhân. Một người đàn ông cũng biết làm quần áo à? Sao lại nhìn thường tôi vậy? Hừ, không phải tôi nhìn thường anh, mà là cấp độ may vá của anh quá thấp, chắc chắn sẽ thất bại. Nếu tôi làm ra được quần áo có cấp độ, thì anh phải hôn tôi một cái nhé. Anh có cấp độ. Chủ nhân, nếu anh làm ra được quần áo có cấp độ, thì đừng nói là hôn anh, tôi sẵn sàng quỳ xuống liếm món tay anh. Nhưng nếu anh làm không được, thì anh phải kiếm mật hoa cho tôi. Được rồi, cứ xem đi, xem tôi tạo ra kỳ tích như thế nào. Tôi cho nguyên liệu vào cửa nạp, sử dụng kỹ năng bạo kích, kích hoạt bạo kích gấp 100 lần, máy may lập tức phát ra ánh sáng. Dưới ánh mắt mở to của tiểu đình, ở cửa ra, từ từ bộ đồ lót phát ra ánh sáng trắng rơi ra. Đồ lót nữ cấp bạc, tăng độ thoải mái, tăng sức phòng thủ, tăng khả năng nâng đỡ. Bạn chế tạo ra đồ lót nữ cấp bạc, cấp độ may và tăng lên, cấp độ hiện tại level 2. Cấp bạc, không thể nào. Giao rồi, anh ta trực tiếp đăng bán lên nhà đấu giá, bán được 30.000 bạc. Đúng, 30.000, giá của một bộ đồ lót này tương đương với một căn nhà dân. Trời ơi, đồ lót cấp bạc đấy. Tôi cũng nhìn thấy rồi, tăng khả năng nâng đỡ. Trời ơi, nâng đỡ, tính năng tuyệt vời quá. Tôi mua không nổi, sau 10 giây đăng bán, đồ lót bạc đã bị mua ngay lập tức. Lúc này có người nói gì nhỉ? Không biết kỹ năng may vá của anh thế nào. Hừ, tôi đi câu cá đây. Thậm chí không nói dối, người hành tinh thiên đỉnh đã mua ẩn danh tất cả tù binh của bạn. Bạn nhận được 50.000 bạc. Kết thúc một ngày bận rộn. Trước bữa tối, Triệu Lệ Khai, Tiểu Không và Tiểu Điệp câu được những dương. Nó tự động bắn tên. Tôi chạy đi vắt sữa bò cái. Cảnh báo một đội quân bộ lạc Sikasa bị mùi sữa hấp dẫn, bắt đầu tấn công lãnh địa của bạn. Đợt tấn công này có 10 người, 5 nam 5 nữ. Họ cùng nhìn về phía căn cứ, nhưng phát hiện toàn bộ căn cứ đều bao phủ trong sương mù, hoàn toàn không nhìn rõ bên trong. Đội trưởng chỉ nhìn thấy mờ mờ bức tường thành của căn cứ đối diện. Làm sao bây giờ? Hay là chúng ta đừng tìm nguồn mùi đó nữa? Rút lui đi. Hoảng gì, không nhìn thấy cũng chẳng sao. Lãnh địa này, không lâu trước đây chúng ta đã tấn công. Phòng thủ mặt trước rất kiên cố. Ngược lại, phía nam phía bắc tương đối yếu hơn. Ngoài ra, theo tin tức, trong lãnh địa có một con huyền khâu thú nương, rất quý hiếm. Tu trưởng mới đã thèm khát con thú nương này lâu rồi. Nếu có thể bắt được, sẽ là một công lao lớn. Chúng ta đi vòng qua mặt trước, các ngươi đợi nhỏ tấn công phía bắc. Chúng tôi tấn công phía nam, cẩn thận bẫy trên đường. Phần bướm của cô đủ không? Có thể khống chế được mấy người? Nếu là khống chế, thì một lần chỉ khống chế được một người. Nếu là khiến họ rơi vào trạng thái hỗn loạn, một lần có thể làm hỗn loạn hai người. Lát nữa cô và Tiểu Không cùng xông ra với tôi. Chúng ta bắt sống. Đội thứ nhất đã vòng ra phía bắc rồi. Ven hồ là một khu trồng trọt, có vẻ trồng bông. Tốt, lập tức phá hủy ruộng bông. Cung thủ, ngắm bắn. Còn một thợ mỏ. Thợ mỏ tăng 25% tỷ lệ sản xuất khai thác, tăng 10% tỷ lệ sản xuất khoáng sản hiếm. Học sinh xuyên Việt trò chơi của chư thần. Nhiều người quá, sắp nuôi không nổi rồi, phải bán đi mới được. Dù sao gạch đá cũng đủ rồi, xem có ai mua không. Tôi câu được một dương, trong đó có một cuộn giấy chuyển đặc tính cá nhân. Chắc là dùng để chuyển đặc tính cá nhân của tù binh sang cho bản thân. Tôi không có tù binh, các cậu có cần không? Tù binh là gì, có ăn được không? Tù binh nhà tôi đều đã chiêu mộ hết rồi, không cần chuyển đặc tính cá nhân của chúng nữa. Đúng rồi, 56 hình như có tù binh, 56 có đây không? Tôi lại có hứng thú với cuộn giấy này. Elasi, cậu muốn đổi cái gì? Không cần tặng đâu. Nguyện nữ thần phù hộ cậu ngày càng mạnh mẽ. 56, tôi không có gì muốn đổi cả.
cậu cứ giao dịch đi. Ờ, sao lại không thể nhỉ? Tôi có một cây cung tên. Tôi không giỏi dùng cung tên, tặng cậu nhé. Cung sắt, năm 16. Cảm ơn nhiều. Không, tôi phải cảm ơn cậu mới. Cậu là nữ thần nhân từ trong lòng tôi. Năm 16, đừng coi tôi là nữ thần. Hừ, giao dịch thành công. Bạn nhận được cuộn giấy. Chuyển đặc tính cá nhân. Tôi lập tức sử dụng. Chuyển đặc tính thợ mỏ của tù binh. Cuộn giấy đặc tính thợ mỏ. Sử dụng sẽ nhận được đặc tính thợ mỏ. Sau này sẽ đào được đồ tốt hơn. Không đúng, tôi nên bảo người khác đào thì được rồi. Tại sao tôi không cho người khác dùng nhỉ? Nhận đặt hàng đồ lót nữ cấp bạc. Đổi đặc tính cá nhân. Cuộn giấy chuyển đổi. Có giá nhắn riêng. Cái gì? Tên tộc người này có thể chế tạo vật phẩm cấp bạc sao? Người làm đồ lót bạc kia. Anh là nam hay nữ? Làm bạn được không? Tôi không cần cấp bạc. Cấp thường là được rồi. Có thể đặt hàng cho tôi một bộ không? Tôi trả tiền. Cuộn giấy anh cần tôi có. Tôi hỏi anh trước. Anh có thể ổn định làm ra đồ lót cấp bạc không? Ổn định cấp bạc là uy tín của tộc người. Anh yên tâm. Vậy tôi hỏi tiếp. Anh là nam hay nữ? Có khác gì không? Có, trả lời nhanh đi. Tôi là nữ. Nếu là nữ thì tốt. Tôi không muốn nói kích cỡ cho đàn ông đâu. Ừ, đợi một chút. Anh chứng minh sao để tôi biết anh là nữ? Chụp ảnh gửi cho tôi xem. Tôi trực tiếp gửi ảnh chụp của tiểu không qua. Không vấn đề gì chứ. Được rồi, anh muốn làm kích cỡ bao nhiêu? Cỡ S thì có vẻ hơi lạ à. Không có vòng ngực thì tôi cảm thấy rất khó chịu. Ồ, cỡ S thì đủ đầy đặn đấy. Anh ta thực sự cần kỹ năng cao. Thì ra là vậy. Được rồi, tôi hiểu rồi. Ngày mai cùng giờ này liên lạc lại nhé. Tôi sẽ bắt tay vào làm ngay. Kích hoạt bạo kích gấp 100 lần. Đồ lót nữ cấp vàng. Tăng sức phòng thủ. Tăng hiệu quả nâng đỡ. Tăng độ thoải mái. Tính năng đặc biệt. Nhiệt độ thoải mái cao nhất 60 độ. Nhiệt độ thoải mái thấp nhất trừ 60 độ. Trời đất, lại là cấp vàng. Chẳng lẽ đem cấp vàng giao dịch với anh ta? Thôi không giao dịch vậy. Có vẻ cũng không ai cần cỡ vòng ngực lớn vậy. Cấp độ may vá của bạn không đủ. Đồ lót nữ cấp vàng này có khuyết tật. Khuyết tật ở mối nối bên phải. Khi bị tấn công sẽ phóng ra năng lượng yếu. Đồng thời giảm sức phòng thủ của vật phẩm này. Quả nhiên vấn đề cấp độ kỹ năng đã xảy ra. Có khuyết tật đấy. Thông báo kỹ năng may vá của bạn tăng lên level 5. Tôi đi đến hầm mỏ. Đào liên tục một hồi. Thấy năm tù binh nam bên cạnh trố mắt. Vị lãnh chúa đào mỏ thực sự hăng hái. Các ngươi thấy chưa? Sau này làm việc phải như tôi thế này. Các ngươi làm việc như vậy còn gọi là đàn ông à? Lãnh chúa, sức mạnh và cấp độ của ngài quá cao, chúng tôi học. Thông báo cho bạn, đao cuồng nhiệt đã chọc giận vua bọ cạp vàng Kasiga. Nó sẽ dẫn đàn bọ tấn công lãnh địa của bạn. Vui quá trở thành buồn. Các ngươi và tuyệt địa trùng rút lui trước. Để tôi ngăn chặn bọn sâu. Chẳng lẽ mai của con vua bọ cạp này làm bằng vàng sao? Vua bọ cạp vàng Kasiga, mai bằng vàng nguyên chất cấp vàng. Mai cứng cáp và dài sức. Sức mạnh khổng lồ. Đuôi bọ cạp có nọc độc. Hừ, lũ sâu bọ dám nổi loạn trong lãnh địa của ta. Tiểu điệp cứu tôi.